tăng trưởng kinh tế kéo theo nhu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu cao, tác động ảnh hưởng tới môi trường, trong đó có vấn nạn rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường đất và nước. Rác thải nhựa và túi ni lông ở Việt Nam thì rất là lớn. Có nhiều số liệu người ta nói Việt Nam là đứng thứ 5, thứ 6, thứ 4 gì đấy. Không biết có chính xác không, nhưng mà thực ra là cũng là rất là lớn. Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, Dipsy đã hợp tác với tập đoàn hóa chất Dow của Mỹ, tận dụng rác thải nhựa thí điểm đưa vào làm 200 mét đường giao thông trong khu công nghiệp Đình Vũ. Giải pháp này có ý nghĩa lớn đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững không chỉ ở Hải Phòng. Kết quả triển khai thí điểm thu được là rất khả quan. Đối chứng bên cạnh với lại cái đường bằng nhựa bitumen truyền thống. Qua thời gian sử dụng thì thấy là không có sự khác biệt về mặt cảm quan, về cơ lý tính thì chất lượng là tốt hơn, và cái tải trọng chịu tốt hơn, và cái độ êm tốt hơn, cũng như cái ma sát tốt hơn. Với con đường rác thải nhựa này có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Như chúng tôi vừa tính toán sơ bộ 1,4 km đường mà nó đã tiêu khoảng 6,5 tấn nhựa và tương đương với khoảng chừng gần 2 triệu cái túi ni lông bình thường. Thì chúng ta thấy là nếu mà 2 triệu túi ni lông bình thường là ta thấy tưởng tượng xem nếu mà ta nó phát tán ra môi trường vung vãi thì... Hiện Dipsy, Dow và các bên liên quan đang mong muốn tiếp tục phát triển và phổ biến giải pháp này tại Việt Nam nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Đó là sẽ kết hợp cùng với các cái đối tác nghiên cứu, các đối tác chiến lược khác và trình cái dự án này lên trên các cái cấp cao hơn, lên chính phủ, lên bộ giao thông, và để xây dựng một cái hướng dẫn, một cái quy chuẩn hướng dẫn để đưa rác thải nhựa vào đường giao thông ở trên diện rộng trong phạm vi toàn quốc. Đây là một ví dụ điển hình doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Cần có các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng mô hình này để doanh nghiệp thấy được trách nhiệm phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế.